Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình đề sự hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 tại huyện Phú Yên. Toàn tỉnh có 102 cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy cơ sở. Nỗ lực trong việc phòng chống bệnh đái tháo đường. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Hôm qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong không khí thân mật, chân thành và cởi mở, nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã chia sẻ về nghề giáo, về học sinh, học viên, sinh viên, về trường lớp. Bên cạnh những chia sẻ hết sức cảm động về những khó khăn của thầy và trò ở vùng sâu vùng xa và trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng như những trăn trở với nghề, các nhà giáo tỏ rõ quyết tâm tiếp tục đem hết nhiệt huyết của mình cống hiến cho sự nghiệp chồng người, tất cả vì học sinh thân yêu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Các chính sách tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, nhất là các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Theo Thủ tướng, gần 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục và đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Hàng triệu thầy cô giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non và ngoài công lập bị ảnh hưởng thu nhập, đời sống khó khăn do dịch bệnh. Thậm chí nhiều thầy cô còn phải làm thêm các công việc khác để lo cuộc sống. Hàng chục triệu trẻ em không được học trực tiếp dài ngày, ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng học và đảo lộn cuộc sống hàng triệu gia đình. Hàng nghìn em mồ côi do mất cha, mất mẹ trong dịch bệnh. Một lần nữa, xin chia sẻ với những khó khăn thách thức của các thầy cô trong thời gian qua và xin cảm ơn tri ân sự cố gắng, nỗ lực và cống hiến của các thầy cô giáo và xin chúc mừng các thầy cô giáo, chúc mừng ngành giáo dục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa phải dạy, vừa phải học tập và nâng cao kiến thức trong một cái điều kiện không bình thường. Theo thủ tướng, hiện nay chúng ta đang thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Năm học 2020-2021 ghi dấu mốc quan trọng với việc xây dựng cơ chế chính sách thao gỡ những nút thắt, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu nghị quyết 29 của Trung ương. Qua đó tạo sự chuyển biến về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đồng thời huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Tôi kêu gọi cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ cùng chung tay sát cánh với ngành giáo dục, với các thầy cô giáo trong sự nghiệp chồng người. Việc giáo dục con người không phải là việc riêng của ngành giáo dục, của các thầy cô giáo, mà mỗi người trong chúng ta phải luôn là một người học trò để học tập không ngừng và cũng luôn là một nhà giáo để giáo dục nhiệt tình tham gia vào công việc vẻ vang và cao quý Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền đất nước, giáo viên là người nước ngoài đang giảng dạy tại Việt Nam. Chúc các thầy cô giáo sức khỏe, thành công để thực hiện lời dạy của Bác Hồ vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Sáng nay, đồng chí Đinh Công Sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 15, đồng chí Trã của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Phú Yên sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Dù cuộc tiếp xúc có Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Yên. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 27 xã thị trấn trong huyện Phú Yên. Tại hội nghị sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện 10 tháng năm 2021, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Cử tri huyện Phú Yên đề nghị Đảng, Nhà nước Sớm phân bổ vốn và triển khai thực hiện nghị quyết số 88 ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Có chính sách hỗ trợ cho hộ dân nghèo vốn vay ưu đãi để cải tạo đất, khai hoang ruộng bậc thang, nghiên cứu sớm xây dựng cầu Vạn Yên để kết nối giữa Phú Yên, Mộc Châu, Hòa Bình, thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Sơn La và các tỉnh phía Bắc. Cử tri cũng kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã phường thị trấn thôn bản có chương trình dự án hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế xã hội cho nhân dân di dân thủy điện hòa bình ổn định đời sống vì hiện nay nhân dân còn gặp nhiều khó khăn tiếp tục quan tâm hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số cán bộ cử tri và nhân dân các xã không nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng dự án thủy điện quang huy của công ty cổ phần phát triển năng lượng việt cường tại dòng suối Tắc, xã Quang Huy, huyện Phú Yên sẽ gây ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, đồng thời tác động tiêu cực đến môi trường và nguy hiểm cho nhân dân vùng hạ lưu. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời nâng cao nhận thức tinh thần cảnh giác, năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và xử lý khi có cháy rừng xảy ra tại địa phương. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Châu đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2021 tại xã Cò Mạ. Nội dung diễn tập chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, vận hành cơ chế với nội dung quán triệt công điện của cấp trên, nhận định đánh giá tình hình, dự kiến các tình huống, xác định nội dung biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, thông báo tình hình trên địa bàn xã Co Mạ, giao nhiệm vụ hiệp đồng bảo đảm quy định, tổ chức chỉ huy chỉ đạo chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2, diễn tập thực binh với tình huống giả định, người dân tại bản Pha Khuông, xã Co Mạ đốt rừng làm nương, gây cháy lan ra các khu vực rừng và nhà dân tại bản. Trước tình hình đó, xã Co Mạ đã chỉ đạo điều hành theo phương châm 4 tại chỗ, huy động các lực lượng tổ chức chữa cháy rừng, đồng thời sơ tán người và tài sản của nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, sơ cứu người bị thương, đảm bảo an ninh trật tự. Cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thông qua diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng của các cấp, ý thức trách nhiệm của các tổ chức hộ gia đình, chủ rừng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Mô hình cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, cháy bao gồm các hộ dân sinh sống trên địa bàn, trong đó lấy đội dân phòng làm lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, phát huy hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế thấp nhất các thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 1.966 cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an. Đến hết tháng 10 năm nay, toàn tỉnh đã xây dựng 102 cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại các huyện thành phố. Với những cách làm hiệu quả phù hợp, cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, mô hình cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tiếp tục phát triển sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy thời gian tới phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Kỹ nạn cứu hộ công an tỉnh tiếp tục phối hợp với công an các huyện thành phố công an cấp xã phân đấu nhân rộng mô hình cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy đến 100% cụm dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đồng thời chủ động hướng dẫn kiện toàn các đội dân phòng huấn luyện lực lượng công an cấp xã về biện pháp quản lý và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở hộ gia đình. Trong những năm qua, huyện Mai Sơn luôn chú trọng phát triển kinh tế hợp tác xã. Các hợp tác xã đã từng bước ổn định và phát triển cả về số lượng, cơ cấu, chất lượng và hoạt động. Đến nay, trên địa bàn huyện Mai Sơn có 139 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã với trên 6.500 thành viên, tạo việc làm cho trên 1.600 lao động địa phương. Để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, hàng năm huyện tổ chức cho thành viên các hợp tác xã tham quan mô hình để trao đổi học tập kinh nghiệm trong sản xuất, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các hợp tác xã, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao, hỗ trợ các chính sách tiếp cận vốn vào quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã đã phát huy vai trò tiên phong tham gia định hướng sản xuất, cung ứng đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho đến tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đặc biệt các hợp tác xã đã chủ động thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu sản phẩm xây dựng sản phẩm OCOP. Hiện nay tại khu nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa công nghệ Mộc Châu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đang tiếp tục triển khai nghiên cứu các biện pháp phòng chống các loại sâu bệnh hại chính trên cây chanh leo theo nội dung của đề tài nghiên cứu các biện pháp phòng chống các loại sâu bệnh hại chính trên cây chanh leo theo hướng tổng hợp tại Sơn La. Đến nay, diện tích trồng chanh leo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng với khoảng 2.000 ha, sản lượng trên 18.000 tấn trên năm. Và chanh leo được xác định là cây trồng chủ lực tạo công an việc làm, tiến tới làm giàu cho người dân. Tuy nhiên, chanh leo là cây trồng mới được đưa vào sản xuất nên biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại chưa nhiều. Các loại sâu bệnh hại ngày càng gia tăng khi diện tích được mở rộng. Trong khi đó, người dân chưa có kinh nghiệm nhận biết sâu hại, diễn biến, quy luật phát sinh gây hại, không tuân thủ nguyên tắc bốn đúng, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả và giá trị kinh tế. Kết quả nghiên cứu trong thời gian qua cho thấy, thành phần sâu bệnh hại chanh leo tại Sơn La bao gồm 15 loài sinh vật gây hại, trong đó bệnh hại 7 loài, sâu và nhện hại 8 loài. Đối tượng thường xuyên xuất hiện và gây hại cho cây chanh leo là bọ trĩ, nhện, bệnh đốm nâu, đốm xám, thán thư, thối quả, bệnh do virus. Qua theo dõi điều tra, đánh giá định kỳ và thu thập mẫu sâu bệnh hại, Đề tài đều gửi mẫu về các đơn vị của Cục Bảo vệ Thực vật giám định để xác định chính xác loại sâu bệnh hại chính cho cây chanh leo tại Sơn La. Trong đó, bệnh virus có mức độ gây hại cao nhất, ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm cũng như kinh tế của người dân. Hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Sơn La vẫn đang triển khai các hoạt động nghiên cứu tiếp theo để đưa vào quy trình sản xuất tổng hợp đối với cây chanh leo. Thời gian qua, huyện Sông Mã đã không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong việc khám và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Sông Mã đã khám và điều trị cho trên 70.000 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú cho gần 7.800 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 93%. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Sông Mã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, thông điệp 5K và vaccine. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cho gần 30.000 người. Trong thời gian tới, huyện Sông Mã tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y tế ở cơ sở, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm giữ vững vùng xanh, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, đái tháo đường là tình trạng tăng đường trong máu mạn tính, không lây nhiễm, có tính di chuyển, gây ra những hậu quả nặng nề cho người bệnh khi đường huyết luôn nằm trong vùng nguy hiểm. Số người mắc bệnh ngày càng gia tăng. Những năm gần đây, thì ngành y tế của thành phố Sơn La cũng đã có nhiều nỗ lực chú trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh đái tháo đường bệnh đái tháo đường tiến triển âm thầm nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến bệnh tim mạch và nhiều bệnh lý nguy hiểm và gây nhiều biến chứng đe dọa đến tính mạng con người vì vậy việc phòng bệnh đái tháo đường là việc làm cần thiết do đó y tế tuyến cơ sở của thành phố sơn la đã chú trọng tư vấn tuyên truyền giúp người chưa mắc bệnh cũng như bệnh nhân hiểu hơn về căn bệnh này việc kiểm soát phát hiện sớm bệnh đái tháo đường giúp cho quá trình điều trị đạt kết quả cao nhất đồng thời kiểm soát ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm và giảm chi phí điều trị cho người bệnh và gia đình. Cách đây gần 3 năm, trong một lần kiểm tra sức khỏe, ông Bế Thế Quyết ở tổ 12 phường Trường Lề, thành phố Sơn La được bác sĩ kết luận bị mắc đái tháo đường tuyếp 2. Sau một thời gian uống thuốc trị bệnh, áp dụng chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, bệnh của ông đã dần ổn định. Tôi thì cũng bị bệnh tiểu đường này là được cách đây 3 năm rồi. Thế sau khi mà bị như vậy thì cũng được bên y tế của phường giới thiệu và chuyển tuyến lên bệnh viện nội tiết của tỉnh. Thế đặc biệt là khi vào bệnh viện nội tiết của tỉnh thì các y bác sĩ rất là nhiệt tình hướng dẫn từ cái, cái thứ nhất là ăn uống là phải điều độ hướng dẫn về cái cách sinh hoạt đối với người bị bệnh tiểu đường để phòng bệnh đái tháo đường, mỗi người cần phòng tránh tình trạng thừa cân, béo phì, tăng cường hoạt động thể lực phù hợp, xây dựng lối sống lành mạnh và thói quen ăn uống tốt, dinh dưỡng hợp lý cho bản thân và gia đình. Đồng thời đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm và có biện pháp phòng tránh hiệu quả. Chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng như là cái chế độ tập luyện thể dục thể thao hàng ngày với về dinh dưỡng thì là chế độ ăn của từng bữa như thế nào và và, và tập luyện thể dục hàng ngày đều đặn qua đó cũng mong muốn người dân thì có thể tự phòng chống bệnh cho mình một cách hiệu quả nhất đối với những người dân mà đã mắc đại đái tháo đường thì không nên tự mua thuốc để điều trị mà phải đến cơ sở y tế để được gặp bác sĩ tư vấn và có cái phác đồ điều trị hiệu quả nhất hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ngành y tế thành phố Sơn La đã triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp, nêu cao vai trò trách nhiệm của các ngành các cấp và toàn xã hội trong việc phòng chống căn bệnh này. Đoàn trường cho phổ thông Quỳnh Nhai vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2022 đánh giá tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020-2021, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đoàn trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai hiện có 27 chi đoàn với hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 2020-2021, đoàn trường đã tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội đoàn các cấp, triển khai hiệu quả chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức sinh hoạt nhằm quán triệt sâu rộng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến học sinh. 100% đoàn viên giáo viên đăng ký chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc phát động do đoàn cấp trên phát động. Trong nhiệm kỳ, đoàn trường cũng đã tổ chức các hoạt động tình nguyện thực hiện các công trình thanh niên, phần việc thanh niên chăm sóc khuôn viên cây xanh nhà trường. Qua kết quả đánh giá, 20 trên 29 tri đoàn xếp loại khá và vững mạnh, chiếm 74%, 93,6% đoàn viên đạt loại xuất sắc, khá, không có đoàn viên xếp loại yếu. Trong nhiệm kỳ, tri đoàn đã giới thiệu cho tri bộ kết nạp hai đoàn viên ưu tú vào đảng và giới thiệu hai đoàn viên tham gia lớp nhận thức về đảng. Nhiệm kỳ 2021-2022, đoàn trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai vận đấu 100% đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua và các cuộc vận động. 100% đoàn viên thanh niên không vi phạm luật giao thông đường bộ. 100% đoàn viên thanh niên được tìm hiểu và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. chi đoàn đài phát thanh truyền hình Sơ La cũng vừa tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021. Năm 2021, tri đoàn đài phát thanh truyền hình Sơ La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng đoàn viên thanh niên, tổ chức nghiên cứu học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh công tác củng cố tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng được quan tâm chú trọng. Trong năm, tri đoàn đã giới thiệu cho đảng kết nạp hai đoàn viên ưu tú, giới thiệu bốn đoàn viên đi học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội được tri đoàn triển khai có hiệu quả như chương trình ngày chủ nhật xanh, phong trào thanh niên tình nguyện và tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Thông qua các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại hội nghị, tri đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã phát động đoàn viên trong tri đoàn Khởi ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em bắt đầu từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 để trao tặng cho học sinh nghèo ở xã Trường En, huyện Sông Mã, xã đặc biệt khó khăn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công đài phát thanh truyền hình Sơn La giúp đỡ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Châu vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã Tông Cọ và Trường La, Mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của huyện. Đây là những hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các xã, có hộ là phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ, không có đất sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Để hoàn thành xóa nhà tạm, ngoài sự hỗ trợ từ chính sách của nhà nước, các hộ gia đình đã dành dụm vay mượn người thân và cùng sự giúp đỡ của hàng xóm, các tổ chức chính trị xã hội từ cấp huyện đến cấp xã. Được biết Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện Thuận Châu có 14 nhà được trao tặng nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ là 280 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện. Qua đó, giúp các hộ nghèo khắc phục khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm, độ ẩm 45 đến 98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 17 đến 24 độ. Thành phố Sơn La 16 đến 23 độ. Mường La 18 đến 27 độ. Mai Sơn 15 đến 23 độ. Yên Châu 18 đến 26 độ. Sông Mã 18 đến 26 độ. Bắc Yên 15 đến 21 độ. Phú Yên 18 đến 26 độ. Mộc Châu 12 đến 19 độ. Sóc Cộp 18 đến 26 độ. Vân Hồ 12 đến 19 độ. Thuận Châu 17 đến 24 độ.